Nếu đã là một fan của ẩm thực thì các bạn chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim này, bởi vì những món ăn được bày trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt sẽ khiến cho bạn chảy nước miếng không ngừng. Để có thể trở thành đầu bếp được đánh giá một sao Michelin thì bạn phải thuộc top 1.000 đầu bếp xuất sắc nhất thế giới. 2 sao Michelin thì bạn phải là người giỏi nhất trong số những đầu bếp giỏi nhất. Còn nếu được đánh giá 3 sao Michelin thì bạn không còn thuộc trái đất nữa rồi, mà sẽ được giới ẩm thực gọi với biệt danh là chúa. Adam Jones từ nhỏ đã là trẻ mồ côi phải sống trong khu ổ chuột tồi tàn. Anh may mắn được một đầu bếp chuyên nghiệp dinh lúc nhận làm con nuôi, được sự chỉ dạy của cha nuôi cũng chính là người thầy của mình. Adam nhanh chóng bộc lộ mình là một thiên tài ẩm thực ngàn năm có một. Khi mới 19 tuổi, anh đã giành được danh hiệu 2 sao Michelin, danh hiệu mà nhiều đầu bếp sống cả đời cũng chưa thể chạm tới. Nhưng thành công tới quá sớm khiến Adam tỏ ra ngạo mạn, coi thường người khác. Anh trở thành một kẻ nghiện ngập ham chơi, suốt ngày làm bạn với con ma toé. Đương nhiên chẳng ai làm bạn với con ma này mà sống yên ổn được. Adam nhanh chóng đánh mất sự nghiệp lẫy lừng của mình và bị bạn bè xa lánh. Để có thể trở lại và giành được danh hiệu 3 sao Michelin, Adam đã quyết tâm cai nghiện ma toé bằng cách đi làm thuê lột vỏ hầu. Sau khi lột đến con thứ 1 triệu, anh quyết định húp luôn con hầu đó rồi rứt áo ra đi mà không thèm lấy tiền công. Rời Paris hoa lệ, Adam tìm đến London, nơi thằng bạn cũ Tony đang sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn Lang Ơn nổi tiếng. Anh ngỏ lời muốn làm bếp trưởng nhưng Tony nói mèo. Một năm qua cậu đã khiến nhà hàng ở Paris của tôi đóng cửa vì cái tính bố đời thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ. Giờ cậu lại quay về đây đòi nhảy luôn chức bếp trưởng, báo tôi một lần là được rồi. Chứ báo hoài thế này chắc tôi có ngày ra gầm cầu ngủ mất. Mặc dù không nhận được sự tin tưởng từ thằng bạn chí cốt nhưng Adam vẫn quyết tâm trên con đường trở lại của mình. Anh tìm đến nhà hàng của một ông bạn cũ. Tại đây anh gặp được cô nàng đầu bếp Helena, một chuyên gia pha chế các loại sốt. Nhận thấy tài năng của người đẹp, Adam quyết tâm phải tuyển mộ cô về đội của mình. Nhưng một lần nữa anh lại bị từ chối một cách phũ phàng. Trong lúc ngắm cảnh đường phố nam chính, bất ngờ gặp lại đối thủ của mình ở Pháp khi xưa. Anh ra Demisen thấy vậy lập tức bật tốc hành đuổi theo. Chạy đến một khu vắng vẻ, hai người liền lao vào trao đổi quyền cước với nhau. Hóa ra trước đây Adam vì ghen ăn tức ở đã ném chuột vào nhà hàng của anh ra đen rồi gọi điện cho cục vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra. Báo hại nhà hàng của Michelin phải đóng cửa dẹp tiệm khi vừa mới mở được một tháng. Tuy nhiên anh ra đen là một người rất rộng lượng, không những không đấm vỡ mồm cái thằng báo đời này mà anh còn chấp nhận về với đội của nam chính. Dừng chân tại một con phố ẩm thực, Adam gặm ngấu nghiến một chiếc bánh mì kẹp thịt cừu sông khói vì sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng. Biết chủ của cửa hàng này là một fan cứng của mình và cũng là một người có tài năng về ẩm thực, anh lập tức gạ kèo Alex theo anh làm đầu bếp chuyên nghiệp. Đổi lại, anh sẽ được miễn phí ổ bánh mì kẹp thịt này và nơi ở qua đêm. Tuy là xin ở ké nhưng Adam cũng có lòng tự trọng của mình. Sáng sớm anh đã thức dậy để nấu đồ ăn cho Alex và bạn gái của cậu ta. Thanh niên hí hửng khoe với người yêu rằng Adam là một siêu đầu bếp nổi tiếng không thua kém gì Gordon Ramsay. Trên thực tế thì Gordon Ramsay lại không bằng một góc của cô bán hủ tiếu ở Việt Nam. Với những kỹ năng của mình, Adam chỉ cần vài phút là có thể chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn thơm ngon nhức nách. Biết các chị em thích ăn uống heo thì nên anh đã làm món salad cá thu kèm sốt trứng muối. Còn Alex thì được ăn canh hải sản ngũ vị tăng cường sinh lực, một người khỏe hai người vui, nhưng cả xóm lại bồn chồn mất ngủ. Những ngày sau đó, Adam đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ nhà hàng bình dân đến những nơi sang trọng, thậm chí là những quán ăn vỉa hè để nghiên cứu công thức nấu ăn mới. Tất cả đều được anh ghi chép rất cẩn thận. Ngoài ra, nam chính còn đưa ra những lời nhận xét của mình để những đầu bếp có thể hoàn thiện món ăn của họ. Nhưng không phải ai cũng coi trọng Adam. Đối thủ cũ Rhys cũng là một siêu đầu bếp khác lại nghĩ rằng anh đến đây với mục đích là phá hoại chứ chẳng tốt đẹp gì. Ông ta còn chú nam chính chết quách đi cho xong vì sống chỉ báo đời làm khổ người khác mà thôi. Nghe xong những lời này, Adam càng quyết tâm trở lại sự nghiệp đỉnh cao của mình hơn. Anh không ngần ngại sử dụng một vài chiêu trò để đạt được mục đích. Đầu tiên anh tìm đến cô bạn cũ Simon, một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng trên top để nhờ vả. Cô ấy có thể khiến nhà hàng của người khác phát triển rực rỡ hay phá sản chỉ bằng vài lời đánh giá. Hôm sau, Tony thấy Simon vào nhà hàng của mình ăn uống liền sợ xanh cả mặt. Bà cô này mà đánh giá nhà hàng của mình không tốt thì hết đường làm ăn quá. Thế là anh ta vội vàng chạy vào trong bếp kiểm tra từng món ăn, nhưng chẳng có món nào có thể cho vào mồm được. Tony tức giận hét lớn, tôi thuê các người đến đây để nấu ăn chứ không phải là tới điểm danh xong rồi về. Đúng lúc này, Adam xuất hiện như một vị cứu tinh. Biết thằng bạn chơi đều bày ra trò này nhưng Tony vẫn phải bất lực đặt niềm tin vào nam chính. Ngay lập tức, Adam mang đồ nghề của mình ra. Từng con dao phải được mài thật sắc bén và dẻo dai. Vì khi lọc thịt hay cắt miếng phi lê phải nhanh gọn mới tạo ra miếng thịt cá đẹp mắt được. Tiếp đó anh xử lý con chim đầy lông một cách chuyên nghiệp. Ngay cả cắt dưa leo cũng phải mỏng đúng 2mm. Trang trí không được quá cầu kỳ nhưng phải đẹp hệt như một bức tranh tuyệt mỹ. Rất nhanh, một bàn ăn đầy áp do chính Adam đứng bếp đã được hoàn thành.
Simon vừa cho vào miệng một miếng thì ngay lập tức cảm thấy thanh xuân dường như đã trở lại. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của nhà phê bình ẩm thực, Tony cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng anh ta cũng đặt niềm tin vào Adam và cho nam chính thêm một cơ hội nữa. Adam cũng hứa rằng sẽ giúp nhà hàng của thằng bạn cốt vươn lên top 1 châu lục và đạt được danh hiệu Michelin 3 sao. Sáng hôm sau, Helena đi làm muộn vì bận đưa con đi học nên đã bị ông chủ đuổi việc. Ngay lập tức, Adam xuất hiện như một vị cứu tinh giang đôi cánh bị viên nách nặng chào đón cô nàng về đội của mình. Hóa ra tất cả cũng là chiêu trò của nam chính mà thôi. Ông chủ vì không muốn tài năng của Helena chôn vùi ở nơi này nên mới dùng hạ sách đó để giúp cô trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Cuối cùng, Adam nhảy con khối phân lớn của anh ra đen rồi phi thẳng đến trại giam đón thằng bạn vừa ra tù để hoàn thành đội nấu ăn. Để màn quay trở lại thật hoàn hảo, Adam đã đích thân lựa chọn thật kỹ từng nguyên liệu một. Nhà hàng cũng phải sạch sẽ thơm mát hơn. Những chiếc nĩa hay ly rượu đều phải đúng vị trí cho ngày khai trương sắp đến. Tưởng như trời mưa sẽ mang đến tài lộc cho nhà hàng nhưng đời không như là mơ. Mưa trôi luôn cả bầu trời nắng, trôi luôn cả hy vọng của mọi người. Tin tức về một gã nghiện ma túy làm đầu bếp đăng đầy lên các mặt báo khiến không ai dám ghé tới đây ăn uống. Bàn đã đặt trước cũng chẳng có khứa nào xuất hiện. Điều này khiến Adam nổi cáu bắt đầu chửi bới cấp dưới của mình. Anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên không cho phép mọi người làm nguội thức ăn. Các người nấu cho chó hay là cho khách hàng ăn vậy hả? Anh tức giận hất đổ mọi thứ rồi chửi tiếp. Tại sao cậu lại cắt miếng dưa leo không đúng 2mm hả? Nếu nó không đúng yêu cầu thì ném vào thùng rác. Còn cô nữa Helena, tại sao cô lại biến miếng cá bơn tươi ngon thành một miếng cá bốc mùi xanh lè như vậy? Cô hãy xin lỗi con cá vì nó đã chết một cách đầy vô ích. Tại sao xin lỗi không nhìn vào con cá mà lại nhìn vào mắt tôi với thái độ đó? Helena cảm thấy mình bị sỉ nhục liền ném tạp dề vào mặt Adam rồi bỏ đi. Không chỉ có cô nàng mà tất cả những người khác đều không đồng tình với thái độ cáu bẩn của nam chính. Tuy nhiên anh cho rằng không khí của một bếp ăn phải căng thẳng như vậy thì mọi người mới nhanh chóng tiến bộ được. Sau đó Adam nhận lời lên TV để đính chính rằng mình đã từ bỏ con ma tóe và quay trở lại con đường nấu ăn. Chính vì vậy nhà hàng sẽ mở cửa miễn phí trong 2 ngày để các thực khách có thể thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu. Mặt khác vì không muốn nhà hàng của mình bị thằng cốt phá thêm lần thứ hai. Nên hôm sau Tony đã đến tìm Helena để khuyên cô quay lại làm việc. Anh hứa sẽ đấm vêu mỏ Adam nếu nó còn cáu bẩn và tăng gấp đôi lương cho cô. Hôm trước Adam hứa trả gấp 3, nay Tony lại tăng thêm 2 lần nữa. Vậy là nhân 6 mức lương bình thường của cô rồi. Ngu gì mà không ngập bồ hòn làm ngọt chứ. Tối đó Helena nói với Adam rằng cách nấu ăn của anh đã quá lỗi thời. Anh muốn giữ nguyên bản hương vị thức ăn và nhiệt độ, nhưng lại để chúng lên bàn quá lâu thì làm sao mà giữ được cơ chứ. Vì vậy Helena đã mang đến một chiếc máy hút chân không. Không chỉ giữ được hương vị mà còn có thể giữ được nhiệt độ món ăn lâu hơn. Cứ như vậy mọi người bắt tay giảng hòa và khu bếp cũng hoạt động nhộn nhịp trở lại. Những món ăn bắt mắt nhìn là muốn chảy hết cả nước miếng nhanh chóng được mang lên phục vụ. Thực khách ăn xong chỉ muốn bao tử mình vô đáy để có thể sơi nhiều hơn nữa. Ngay cả nhà phê bình của tờ The Times cũng có mặt. Những phản hồi tích cực đã giúp nhà hàng làm ăn khấm khá hơn. Cũng vì vậy mà tình cảm của Helena và Adam tăng cao. Có chung một niềm đam mê nên họ quấn quýt bên nhau bất kể sáng tối để tạo ra những món ăn độc đáo mới. Sau khi mọi thứ dần đi vào ổn định, Tony bắt đầu tập huấn cho các nhân viên trong nhà hàng vì có thể những nhà đánh giá của Michelin sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào. Chúng ta không biết họ là ai nhưng tôi biết dấu hiệu để nhận ra họ. Họ sẽ đi theo một cặp và đến thưởng thức món ăn không báo trước. Người đầu tiên sẽ đến trước 17 giờ và gọi một ly nước suối, còn cộng sự sẽ đến sau và gọi nửa ly rượu vang. Tuy nhiên đồ ăn ngon là chưa đủ vì phong cách phục vụ của nhà hàng cũng ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá. Họ sẽ bí mật đặt một chiếc nĩa xuống sàn để thử xem phản ứng của nhân viên như thế nào. Do đã đạt được 2 sao Michelin nên Adam rất mong chờ ngôi sao cuối cùng này. Vì vậy anh mong mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ngày nọ trong lúc làm việc, nam chính đã bị hai tên người Pháp tìm đến hỏi thăm. Hóa ra Adam vẫn còn nợ tiền chơi ma túy. Mặc dù Tony muốn đứng ra trả giúp nhưng anh không đồng ý vì có chơi thì có chịu. Chứ báo hoài thì ai mà chịu cho nổi. Vào ngày sinh nhật Sarah, con gái của Helena, đích thân bếp trưởng nổi tiếng Adam đã làm một chiếc bánh kem tặng cho cô bé. Anh hỏi Sarah rằng có phải đây là chiếc bánh ngon nhất mà cháu từng ăn không? Chiếc bánh này ngon đấy nhưng chỉ đáng xách dép cho mẹ cháu thôi. Adam cay cú liền lao vào ăn tranh phần với cô bé. Còn Helena thì đứng bên ngoài nở nụ cười mãn nguyện, thấy nhà hàng của nam chính làm ăn khấm khá nên nhà hàng đối thủ cũng bắt chước làm theo. Họ gửi thiệp mời anh đến dự tiệc. Đi một mình thì lạc loài giữa rừng người nên Adam quyết định rủ theo Helena cho vui. Tại bữa tiệc, nam chính gặp lại người yêu cũ cũng là con gái của thầy Dinh Lúc. Thông qua cuộc trò chuyện, anh mới biết cha nuôi đã qua đời. Trước khi mất, ông vẫn tin tưởng vào tài năng của Adam và tặng cho anh bộ dao bảo vật làm bếp của mình. Hay tin thầy chết, nam chính buồn bã một mình tới xưởng chế biến cá, nơi mà lúc nhỏ anh làm việc kiếm sống qua ngày và được Dinh Lúc nhận nuôi. Helena tìm đến an ủi động viên giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Và cuối cùng hai người cũng chính thức yêu nhau. Trong lúc họ đang đá lưỡi líu lều lêu thì hai tên chủ nợ xuất hiện lôi Adam đi. Phải đến sáng hôm sau Helena mới phát hiện anh người yêu bị đánh lên bờ xuống ruộng. Nam chính còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hay tin có hai người khách kỳ lạ vừa mới đến nhà hàng. Theo như mô tả thì Tony nghĩ rằng đây chính là hai chuyên gia đánh giá ẩm thực của Michelin. Dù đang rất đau đớn nhưng Adam quyết không từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Anh ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu chuẩn bị những món ăn mới mà anh cất công nghiên cứu từ trước. Ai nấy cũng đều chăm chỉ chế biến cẩn thận từng món một. Những vị khách rất nhanh đã ăn hết sạch món tráng miệng. Đây có vẻ là một tín hiệu tốt. Rất nhanh món chính cũng đã được Adam bày ra. Anh nhờ Michel mang ra lọ nguyên liệu bí mật để thêm vào món ăn. Chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy những tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được này mờ lem đến thế nào. Ngay khi cả đội đang hồi hộp chờ đợi một kết quả tốt thì Tony căng thẳng bước vào nói rằng đồ ăn bị trả về vì nước sốt quá cay. Lúc này Michel đứng ra thừa nhận chính mình đã bỏ bột ớt vào để trả thù chuyện năm xưa. Đúng là quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Ước mơ trở thành đầu bếp 3 sao Michelin không ngờ lại bị hủy hoại bằng cách này. Đúng là đời chưa thật mà. Adam cười như kẻ điên loạn rồi bỏ ra ngoài một mình. Đến một cây cầu anh ném quyển sổ ghi chép đã luôn đi theo mình. Say xỉn anh chạy vào nhà hàng của đối thủ làm loạn để quên đi phận đời bạc bẽo. Không ngờ kẻ thù chuyên kiếp của Adam lại không nên cơ hội này hủy hoại danh tiếng của anh. Chris biết rằng dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào bằng Adam được. Vì vậy anh ta đã an ủi và động viên nam chính hãy đứng lên tiếp tục chiến đấu. Xưa nay ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Sáng hôm sau trong lúc ngắm nghía bộ dao của cha nuôi, Tony và Helena đã tìm đến phòng của Adam để thông báo tin vui. Anh ta nói rằng mình đã liên hệ tới văn phòng Michelin và biết được họ chưa cử người đến đánh giá nhà hàng. Vì quá vui mừng, Adam liền đứng dậy hôn luôn Tony khiến anh ta dạo dực trong người. Dưới sự chăm sóc ân cần của Helena, Adam nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ có một mình anh mà còn có cả công sức của tất cả mọi người nữa. Sự việc nhanh chóng qua đi nhưng tâm lý của các đầu bếp đã vui vẻ và thoải mái hơn trước bởi vì Adam không còn tự coi mình là ông chủ nữa mà là một người bạn thực sự. Đột nhiên Tony bước vào thông báo rằng người của Michelin đã đến, không còn căng thẳng hay áp lực như trước nữa. Lần này Adam nói với mọi người rằng chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu để chinh phục ngôi sao thứ ba và hãy làm việc như ngày bình thường. Chính tâm lý thoải mái đó đã giúp mọi người thăng hoa tạo ra những món ăn bắt mắt và thơm ngon hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng, Adam cũng đã giành được danh hiệu đầu bếp 3 sao Michelin như anh hàng mong ước. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.